Xin kính chào quý vị khán giả. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Nhắc đến những vụ án mạng có liên quan đến vấn đề tình cảm, nhiều người không khỏi rùng mình vì mức độ tàn độc, sự máu lạnh của hung thủ khi ra tay với các nạn nhân. Tuy nhiên, điều khiến mọi người bất ngờ, ngỡ ngàng không chỉ là cách mà các đối tượng gây án mà còn là danh tính của các nghi phạm. Gần đây nhất là vụ án mạng xảy ra tại chùa Đông Lai, phường Trang Hạ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, khiến hai nữ sinh tử vong. Đáng chú ý, danh tính nghi phạm của vụ trọng án này đều không khỏi khiến mọi người bất ngờ. Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 4 tháng 12, Công an phường Trang Hạ nhận tin báo tại chùa Đông Lai xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường, khống chế bắt giữ được nghi phạm gây án là Huỳnh Ngọc Thiện, sinh năm 2004, quê ở thôn Ia Mua, xã Bào Cạn, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai, và phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Thiện là sinh viên trường công nghệ IT ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Điều tra ban đầu, cơ quan công an làm rõ, qua mạng xã hội, Thiện có quen biết chị NNA, sinh năm 2007, là học sinh trung học phổ thông ở thành phố Từ Sơn. Ngày 4 tháng 12, Thiện đến thành phố Từ Sơn và hẹn gặp chị NNA tại chùa Đông Lai để nói chuyện. Sau đó, tới chiều cùng ngày, chị NNA rủ thêm 5 người bạn đến gặp Thiện tại chùa Đông Lai. Sau đó, do mâu thuẫn, tại khu vực tháp chuông của chùa, Thiện đã dùng dao tấn công chị NNA, chị NNCA, sinh năm 2007, và anh DMK, sinh năm 2007, đều là bạn của chị NNA. Sau đó, Thiện dùng dao để quyên sinh. Hậu quả, chị NNA và chị NNCA đã tử vong tại Trung tâm Y tế thành phố Từ Sơn, còn anh DMK bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Trong khi đó, đối tượng Thiện cũng bị thương nặng và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Công an thành phố Phú Quốc cho biết hiện đang tạm giam Lâm Hoàng Thưởng, sinh năm 2002, quê quán thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân được xác định là Lê Quốc B, sinh năm 2007, trú khu phố 4, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc. Theo kết quả điều tra bước đầu, Thưởng mới đến sinh sống trên địa bàn thành phố Phú Quốc khoảng 20 ngày. 21 giờ 30 ngày 1 tháng 12, Thưởng được B gọi điện rủ đi uống cà phê. Nhớ lại chuyện từng bị nhóm của B rượt đánh, nên Thưởng mang theo dao Thái Lan với ý định trả thù B. Khi cả hai đang uống nước mía tại khu vực Dinh Cậu, khu phố 2, phường Dương Đông, Thưởng kêu B chở mình đi công việc. B đồng ý. Đến khu vực vắng người qua lại thuộc ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, Thưởng kêu B dừng lại. Thưởng xuống xe và hỏi B, mày còn nhớ chuyện cũ hả? Mày nhớ mày với tụi nó rượt hành hung tao không? B không trả lời, Thưởng tác động vật lý vào B một cái, B xuống xe bỏ chạy. Thưởng rượt theo khoảng 10 mét thì B vấp té. Thưởng dùng dao Thái Lan mang theo, tấn công nhiều nhát vào người B, gây thương tích. B được người dân phát hiện, đưa đến Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc để cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó. Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk xác nhận, một cán bộ vừa được phát hiện tử vong bất thường trong rừng. Nạn nhân là ông NKA, 49 tuổi, quyền trạm trưởng trạm kiểm lâm số 2, khu bảo tồn thiên nhiên Easo, thuộc huyện EAK, tỉnh Đắk Lắk. Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng ngày 2 tháng 12, ông A điều khiển xe máy đi tuần tra rừng. Đến 14 giờ cùng ngày, không thấy ông A về, nhân viên của trạm quản lý bảo vệ rừng gọi điện thoại thì nghe đổ chuông nhưng không bắt máy. Lúc này, nhiều người chia nhau vào rừng tìm thì phát hiện xe máy của ông A. Tiếp tục tìm kiếm thì phát hiện ông A đã tử vong, trên người có vết đạn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Hoàng Phong, 23 tuổi, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo Công an thành phố Đà Nẵng, Phong chính là đối tượng gây ra hai vụ cướp táo tợn vào rạng sáng ngày 29 và 30 tháng 11 trên địa bàn quận Thanh Khê và quận Ngũ Hành Sơn. Thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 25 phút ngày 30 tháng 11, chị NTTV, 29 tuổi, quê Đắk Lắk, tạm trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, vừa đi làm về đến nhà trọ trên đường An Thượng 7, thì có một đối tượng mặc đồ đen, đeo khẩu trang xông vào dùng dao khống chế, đưa chị V đi ra lối thoát hiểm phía sau dãy nhà trọ và cướp số tiền 3 triệu đồng trong túi chị. Sau đó, đối tượng này yêu cầu chị V mở mật khẩu điện thoại và tài khoản ngân hàng, rồi chuyển toàn bộ số tiền 4,7 triệu đồng vào tài khoản của hắn. Táo tợn hơn, đối tượng còn yêu cầu chị V cởi hết quần áo để chụp ảnh,
rồi buộc nạn nhân nằm xuống và sàm sỡ, định thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Mặc dù bị tấn công vào thời điểm giữa khuya, không có người hỗ trợ, nhưng chị V đã lợi dụng lúc đối tượng sơ hở để chống trả. Trong lúc giằng co, chị V bị thương ở chân và một số vết chảy xước trên người. Trước đó, vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 29 tháng 11, chị TTQN, 22 tuổi, quê Quảng Trị, vừa đi làm về đến phòng trọ trên đường Hà Huy Tập, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, thì có một thanh niên lạ mặt lao tới, kề dao vào cổ chị, yêu cầu đưa tiền. Khi chị N trả lời không có tiền, thì tên này yêu cầu mở cốp xe để kiểm tra tài sản. Khi thấy bên trong cốp xe không có gì, đối tượng buộc chị N mở ứng dụng Internet Banking trên điện thoại để hắn xem số dư, rồi giật lấy điện thoại, chuyển số tiền 1,2 triệu đồng có trong tài khoản của chị N vào tài khoản của hắn ta, sau đó cướp luôn chiếc điện thoại này trước khi tẩu thoát. Sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an Đà Nẵng đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung xác minh, truy xét đối tượng. Chiều ngày 1 tháng 12, lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Hữu Hoàng Phong tại một nhà trọ quận Hải Châu. Qua làm việc, bước đầu đối tượng thừa nhận đã thực hiện hai vụ cướp táo tợn trên. Một lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đắc Mi, tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đắc Mi điều tra xác minh vụ việc người đàn ông dùng súng ép người khác uống thuốc độc quyên sinh trong nhà nghỉ xảy ra trên địa bàn vừa qua. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ ngày 22 tháng 11, PNH, 39 tuổi, trú tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, cùng chị NTNL, trú tại huyện Ia Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk, đến nhà nghỉ thuộc thị trấn Đắk Mi, huyện Đắk Mi, thuê phòng. Khi vào phòng, H mang theo một khẩu súng, loại súng ngắn bắn đạn chì, một chai nhựa màu xanh lá cây, nghi thuốc cỏ cháy. Tại đây, H cầm súng và dao đe dọa, ép chị L phải uống thuốc trong chai nhựa màu xanh. Quá sợ hãi, chị L mở chai nhựa, rồi đổ dung dịch ra nắp, uống một ngụm nhưng nhổ ra ngay. Thấy vậy, H nổ súng nên chị L bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Lúc này, H đạp cửa xông vào và nổ súng trúng vào tay chị L. Nghe tiếng kêu cứu, chủ nhà nghỉ đã mở cửa phòng thì chị L chạy thoát ra ngoài và được mọi người đưa đi cấp cứu. Riêng H cố thủ trong phòng nghỉ, tự uống thuốc trong chai nhựa màu xanh. Ngay sau đó, H đã bị công an thị trấn Đắk Mi khống chế đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn về tình cảm giữa H và chị L. Sáng ngày 28 tháng 11, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan chức năng đang truy bắt đối tượng dùng kéo, tước đoạt mạng sống người khác tại địa phương rồi bỏ trốn. Thông tin ban đầu, tối 27 tháng 11, 4 nam thanh niên cùng trú tại xã Vinh Hiền ăn nhậu tại một quán ở thôn Hiền Hòa 1, xã Vinh Hiền. Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi ăn nhậu xong, hai trong số 4 thanh niên nói trên là NGV, sinh năm 1994 và VVN, sinh năm 1995, xảy ra mâu thuẫn, gây gổ với nhau. Chưa dừng lại, V chạy vào quán nhậu lấy kéo, rượt đuổi tấn công N, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Cùng với việc truy bắt NGV, lực lượng công an huyện Phú Lộc cũng đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Phương Ly rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại!